Sáng ngày 27 tháng 4, Ủy ban nhân dân huyện Lang Chánh phối hợp với phòng PC07 Công an tỉnh tập huấn nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy cho lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, tập huấn kiến thức kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các khu dân cư. Tới dự có đại diện một số phòng ban cấp huyện, công an huyện và gần 100 đại biểu là lãnh đạo các xã thị trấn, bí thư, trưởng thôn các thôn bản và trưởng công an 10 xã thị trấn. Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Thượng tá Lê Xuân Cơ, Phó trưởng Công an huyện nhấn mạnh, mục tiêu của toàn huyện là phấn đấu từng khu dân cư, trường học, cơ quan, đơn vị không xảy ra cháy nổ và các vấn đề liên quan đến tai nạn và tai nạn khác. Do vậy, đồng chí yêu cầu ban tổ chức lớp tập huấn cần tập trung cao độ, truyền tải những nội dung cơ bản nhất, trọng tâm nhất, ngắn gọn, dễ hiểu để các học viên trở về địa phương, cơ quan, đơn vị dễ làm nhất. Các học viên cần thực hiện nghiêm túc nội quy của lớp tập huấn, tiếp thu đầy đủ các kiến thức cơ bản về công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và sơ cấp cứu cho người bị nạn. Sau lớp tập huấn này, mỗi học viên là một tuyên truyền viên tích cực trong công tác tuyên truyền phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các khu dân cư, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Tại buổi tập huấn, các đại biểu được lãnh đạo PC07 truyền đạt các nội dung liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với người đứng đầu cấp ủy chính quyền. Tuyên truyền hướng dẫn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho hộ gia đình, về kiến thức, phương pháp phòng cháy chữa cháy, một số kỹ năng về cứu nạn cứu hộ như kỹ năng di chuyển người bị nạn, cấp cứu người bị nạn khi nhiễm khói, khí độc, cấp cứu người bị bỏng, bị điện giật, cấp cứu người bị ngừng hô hấp và tuần hoàn, cấp cứu người bị ngất, đuối nước, gãy xương. Bên cạnh đó, các đồng chí báo cáo viên PC07 hướng dẫn một số kỹ năng sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu như sử dụng bình CO2 chữa cháy loại xách tay, sử dụng bình bột chữa cháy loại xách tay, sử dụng chăn chữa cháy hoặc tấm vải thấm ướt, sử dụng lăng vòi chữa cháy. Qua hội nghị tập huấn giúp cho cán bộ từ xã đến thôn bản, các cơ quan trường học bổ sung thêm kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Qua đó nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong phòng ngừa, xử lý các tình huống cháy nổ có thể xảy ra, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, góp phần giữ vững an ninh trật tự, phát triển kinh tế xã hội của địa phương.